Vâng, chào cô chú và các anh chị. Chào mừng cô chú và các anh chị đã đến kênh YouTube của Miu nha. Hôm nay mình bắt cái con ốc này nè. Cái con ốc này tên khoa học của nó là con ốc hoàng hậu nè. Còn dân miền Trung của mình thì mình gọi là con ốc u, ốc tù què á. Đây mình mới lặn được nè. Cái con ốc này thì cái hình dáng của nó bong bong. Nó cũng ở dưới biển để lâu, thành ra nó cũng hơi dơ giấy. Bây giờ thì mình tiến hành mình vệ sinh cái con ốc này cho nó sạch lại, cho nó đẹp lại. Đó, mọi người cũng nhìn thấy thì cái con ốc này thì nó đúng lê thì nó bong hoàn toàn hết, nhưng mà nó bị bở cái phần chỗ này, thành ra cái hình dạng nó bị biến đổi. Thành ra cái khúc này thì nó bong, còn cái khúc này thì nó khác màu xíu. Đúng ra thì nó bong từ này xuống tới này. Bây giờ thì mình bắt đầu tiến hành vệ sinh cái vỏ ốc này nha mọi người.
Ốc bàn tay nha mọi người. Giờ mình tiến hành mình chè con ốc bàn tay đi luôn. Video mình vệ sinh hai cái con ốc này cũng để hoàn thành. Cảm ơn mọi người để dành thời gian theo dõi nha. Xin kính chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.